Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ lần thứ 69 đang diễn ra tại Mỹ, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ sắc đẹp. Đại diện Việt Nam Khánh Vân đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả nước nhà. Nhiều người tin rằng cô nàng sẽ đạt được thành tích ấn tượng như Hứa Hẹn từng lọt top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ 2018, hay Hoàng Thùy lọt top 20 Hoa hậu Hoàn Vũ 2019. Có được kinh nghiệm từ hai đại diện đã thành công trước đó, Khánh Vân được đánh giá là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư nghiêm túc hơn cho chuyến đi lần này. Từng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nghi ngờ về khả năng và nhan sắc bị cho là nhạt nhòa, nhưng khi vừa bước chân sang Mỹ, nàng hậu đã làm nhiều người bất ngờ khi thể hiện sự quyết liệt của mình. Người đẹp sinh năm 1995 chuẩn bị hơn 200 bộ trang phục cho 15 ngày thi tại Mỹ. Không những vậy, Khánh Vân cùng ekip cũng rất tinh tế, dụng tâm lựa chọn làm sao cho mỗi bộ trang phục đều mang một câu chuyện riêng. Những bộ cánh mang nét đặc trưng của Việt Nam như trang phục lấy cảm hứng từ hóa súng, ruộng bậc thang hay trang phục với màu sắc của nghệ thuật đường phố, ánh đèn đêm đậm chất xài thành. Tất cả đều được Khánh Vân chủ đích lồng ghép thông điệp, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước. Chiến thuật này không chỉ gây ấn tượng với ban giám khảo, bạn bè quốc tế mà còn ghi điểm với khán giả quê nhà. Có thể dễ dàng nhận thấy cộng đồng mạng Việt Nam luôn theo sát mọi hoạt động của Khánh Vân trong cuộc thi trong những ngày vừa qua với những bài đăng hàng trăm ngàn lượt thích. Gần đây nhất là livestream thu hút hơn 130.000 người xem cùng lúc. Nếu như Hứa Hẹn phải đợi đến chung kết để gây bão với cú xoay thần thánh tiến thẳng vào top 5, hay Hoàng Thùy, dù đã lọt top 20 nhưng vẫn còn ít người nhớ đến, thì Khánh Vân đã chiếm trọn sự quan tâm của khán giả ngay từ khi bắt đầu. Bên cạnh đó, trang phục dân tộc lần này tuy cũng gây tranh cãi tương tự như bánh mì và cà phê phin sữa đá, nhưng khi được Khánh Vân trình diễn trên sân khấu, Ken Em đã làm hài lòng đa số khán giả. Khánh Vân còn học hỏi cả hai đại diện trước đó khi chọn váy dạ hội có phần tà bay và thực hiện cú xoay lốc xoáy đã được cô chuẩn bị từ trước. Ngoài sắc vóc thì câu chuyện của thí sinh cũng là một yếu tố then chốt để tiến sâu trong cuộc thi. Năm 2018, Hứa Hẹn nổi bần bật với mái tóc tém, nước da ngăm khỏe khoắn, mang đến một câu chuyện xúc động về người con gái dân tộc ED. Năm thi sau đó, Hoàng Thùy mang theo danh hiệu nữ hoàng ca dao tục ngữ, nhưng có vẻ như chưa đủ sức nặng để chạm tay vào vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ 2019. Năm nay, Khánh Vân đã chú tâm hơn đến tiêu chí này và mang theo dự án bảo vệ trẻ em bị xâm hại từ ngôi nhà One Body Village OBV do cô làm đại sứ. Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2020 sẽ diễn ra vào sáng 17 tháng 5 năm 2021 theo giờ Việt Nam, với sự tham gia tranh tài của các người đẹp từ 74 quốc gia khắp thế giới. Với những lợi thế hiện tại, nhiều người kỳ vọng Khánh Vân sẽ phá vỡ kỷ lục top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Thế Giới của Hứa Hẹn để tiến gần hơn đến chức vương miện cao quý.